Các bạn thân mến, tuồng là một loại hình nghệ thuật truyền thống tồn tại từ lâu đời trong đời sống người dân xứ Quảng. Nhưng cũng như nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống khác, tuồng đang có nguy cơ mai một trước sự bùng nổ của các loại hình nghệ thuật giải trí hiện đại và hết sức đa dạng, phong phú. Làm cách nào để giữ được vốn quý này cho mai sau? Xin mời các bạn đến với mảnh đất Duy Xuyên bên bờ sông Thu Bồn của Quảng Nam để được hòa mình vào những hoạt động gìn giữ tuồng mà các bạn nhỏ nơi đây đã và đang làm các bạn nhé. Ở vùng đất tơ lụa Duy Xuyên nằm bên bờ dòng sông Thu Bồn Quảng Nam, có một người này đã ở tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn còn nguyên vẹn niềm đam mê nghệ thuật tuồng cháy bỏng từ lúc tuổi thiếu thời. Ta tuổi mới sơ sinh hay trong hệt lửa thù chưa cháy. Không chỉ giữ niềm đam mê ấy cho riêng mình, ông còn lặng lẽ thổi vào tâm hồn tuổi thơ ở mảnh đất này tình yêu và lòng quý trọng đối với loại hình nghệ thuật mà bao đời cha ông đã chất chiêu gìn giữ. Các bạn vừa xem những hình ảnh đáng yêu từ trích đoạn tuồng Trần Quốc Toản ra quân do các diễn viên nhí là học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam biểu diễn. Để thực hiện được những động tác, sắc thái, điệu bộ, lời nói, câu hát như thế, quả là một câu chuyện dài về lòng kiên nhẫn và niềm say mê yêu thích tuồng được nhân nhóm bởi những người yêu tuồng hết mực. Xem tuồng như là lẽ sống của cuộc đời mình, như cụ ông Nguyễn Quỳnh, người được các bạn thiếu nhi trong dự án sân khấu học đường huyện Duy Xuyên, Quảng Nam xem như là ông nội, ông ngoại trong gia đình. Sợ rằng rồi mai này, khi những nghệ nhân tuồng có tuổi không còn đứng được trên sân khấu và mãi mãi ra đi mang theo những giá trị độc đáo của tuồng, nên mấy năm trở lại đây, dù tuổi đã cao, nhưng cụ ông Nguyễn Quỳnh vẫn không chịu nghỉ ngơi mà quyết tâm bắt tay thực hiện cho bằng được hoạt động đưa nghệ thuật tuồng vào trường học. Vậy là, trong khi dự án sân khấu học đường do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khởi xướng thí điểm ở một số trường học trên phạm vi toàn quốc đã khép lại cách đây hơn 4 năm, thì ở huyện Duy Xuyên, một vùng đất nằm bên bờ con sông Thu Bồn, Quảng Nam, hoạt động này vẫn được duy trì và gặt hái thành công ngoài mong đợi. Mặc dù tuồng là một trong những bộ môn nghệ thuật mang tính bắt học, rất khó để thể hiện và cũng dễ bỏ cuộc giữa chừng đối với những ai theo học mà lại không có lòng kiên nhẫn. Đặc biệt là với các bạn nhỏ đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi như chúng mình, càng rất dễ nản lòng. Nhưng cứ nhìn từng nét mặt, vẻ hào hứng say sưa của những diễn viên nhí trong buổi tập này, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra niềm hứng thú rất đặc biệt của các bạn nhỏ nơi đây khi đến với nghệ thuật tuồng. Khi báo cáo nửa chừng thì các em nói cô ơi, con mất hứng quá, con buồn quá. Mình tưởng nó diễn sao là mất hứng, sao vậy con? Thì nó bảo là mất buồn vì mất hứng là cái là đến mai là không được đi tập tuồng nữa. Thế là thấy được buồn cười, thấy là các em yêu nghề và xong rồi các em chia tay rồi các em ôm nhau lớp này với lớp khác ôm nhau khóc, rồi với cô cũng khóc. Nhưng mà sau dần dần thì các em đã quen dần và thì bắt đầu thì có một thời gian nghỉ rồi vào đi diễn lại, các em cũng nhớ, rồi nói chung là các em đã nhiễm tuồng và đã mê tuồng dần. Các em thì tí lên con nhỏ lắm. Đấy. Nhưng mà phải nói rằng cái sự tiếp thu của các em bây giờ là thông minh,
các em rất thông minh. Và ban đầu thì nói cho đúng ra thì các em chưa phải là yếu đâu. Đấy. Nghĩ là tuồng thì cũng mấy ông đi hát thế thôi. Muốn xây dựng cho các em thì mình cũng phải có một cái cách của mình. Tức là mình phải trước hết là mình phải giới thiệu cho các em biết thế nào là tuồng này. Rồi ở Quảng Nam là những người nào làm tuồng nổi tiếng này. Rồi lễ hội thế nào cũng có thể thiếu tuồng được. Thế thì dần dần các em tiếp cận được với cái bộ môn này. Khi mà mình tiếp xúc được với nghệ thuật tuồng thì thật sự là mình thấy nó rất là thú vị và nó đem đến cho mình một cái niềm vui. Và mình rất là mong mỏi được diễn cho mọi người cùng xem. Vì công sức mình bỏ ra rất nhiều. Ban đầu nó rất là khó khăn đối với mình tại vì những cái điệu bộ nó rất là khó và bài tuồng rất là dài và khó học. Vào những lúc ngồi giờ lên lớp hay là ra chơi thì mình rủ các bạn cùng tập luyện nhà bộ môn này. Và những lúc sinh hoạt lớp, cô giáo hay mời tụi mình lên để diễn cho cùng cả lớp cùng xem. Rất vui. Lúc đầu thì có nhiều bạn hay chọc mình, nhưng mà sau đó quen dần thì các bạn cũng không chọc nữa và các bạn cũng yêu thích và muốn mình diễn hồi. Điều khá đặc biệt là hầu như trong bất cứ buổi tập luyện nào, cụ ông Nguyễn Quỳnh cũng đều có mặt, không bỏ sót buổi nào. Ông đến để được nhìn các cháu nhỏ thương yêu của mình luyện tập, để động viên, khích lệ tinh thần say mê học hỏi nơi những gương mặt nhí đáng yêu này, và để được sống lại những năm tháng tuổi thơ sôi động với biết bao dấu ấn và kỷ niệm ngọt ngào với nghệ thuật tuồng. Ông mừng trong lòng bởi những nỗ lực bấy lâu của mình cùng những người tâm huyết với tuồng đang từng ngày đơm hoa kết trái trên chính những hạt nhân bé nhỏ đang say sưa diễn tuồng giữa một không gian tự nhiên, không phong màn và ánh đèn sân khấu. Ông biết rằng để có được những thành quả bước đầu như thế này là cả một quá trình đầy khó khăn mà các nghệ sĩ tuồng chuyên nghiệp lẫn các diễn viên nhí thương yêu này đã phải trải qua khi bước vào tập luyện các trích đoạn tuồng. Không ít lần, sự chán nản, giận hờn và nước mắt các bạn nhỏ đã rơi, tưởng chừng sẽ bỏ cuộc. Nhưng rồi, ông Quỳnh lại lặn lội đến với các cháu nhỏ của mình bằng tình thương yêu hết mực. Dần dần, chính tình yêu tuồng nơi ông đã truyền lửa sang các diễn viên nhí này, giúp các bạn vượt qua khó khăn để tập luyện, quyết không phụ lòng người ông đáng kính của mình. Ông Quỳnh là một người rất chu đáo, tận tâm đối với mọi người. Những lúc mình tập luyện mệt mỏi thì ông hỏi các cháu là có mệt mỏi không, có cần ông giúp đỡ gì không. Thì lúc đó là các bạn là cảm thấy rất phấn khởi và vui mừng khi có một người ông luôn chăm sóc, là biết quan tâm đến các cháu của mình. Ông có một niềm đam mê tuồng rất nhiều và ông rất tận tụy và ông lo lắng cho mỗi người rất là nhiều. Ông hay động viên và hỏi thăm mình rất nhiều. Đã bắt đầu có sự lan tỏa của tuồng ở chính các ngôi trường có diễn viên tham gia hoạt động đưa tuồng vào trường học ở mảnh đất được mệnh danh là quê hương của tơ lụa Duy Xuyên này. Không còn sự ngại ngùng, e dè nhút nhát như cái lần đầu tiên được tập những động tác, cử chỉ, điệu bộ trong những ngày theo học với các nghệ nhân. Không thấy sự gượng ép và hời hợt trong mỗi bước đi, lời nói, câu hát ở các bạn nhỏ này khi diễn lại trích đoạn tuồng Trần Quốc Toản Ra Quân cho cả lớp xem vào giờ sinh hoạt lớp. Mọi chuyện dường như đã trở nên quá độ thân quen. Thân quen như chính những tiết học mỗi buổi đến trường. Tuồng cứ thế lặng lẽ đi vào trong tâm trí tuổi thơ như những gì mộc mạc chân phương đến trong ngần. Rõ ràng là cái sức lan tỏa cũng cực kỳ là lớn. Thế bây giờ làm thế nào tôi chìm bóng làm thế nào này, nhiều ít gì thì ta cũng cố gắng được hàng năm là tốt nhất thì tổ chức cho các em. Cũng không phải mình đào tạo này để cho các em buộc lòng các em phải đi làm tuồng đâu. Đấy, mà vấn đề là cái nền tảng để gìn giữ cái khán giả. Đấy. Các em rất là hăng say. Tôi tham dự nhiều cái buổi tập của các em mà tôi thấy rằng là cái nhiệt huyết của các em tham gia đối với cái sự diễn tập rất là tốt. Tôi nghĩ rằng là trong kể từ bây giờ và trong những năm đến, chúng tôi có những nhân tố mới từ bây giờ. Và với sự hỗ trợ của Hội Bảo trợ tuồng huyện thì chúng tôi sẽ đưa đến được 100% các trường tiểu học và trung học cơ sở trong huyện. Theo chân của Nguyễn Quỳnh đến thăm gia đình diễn viên nhí Trân Trắc trong vở tuồng
Trưng Vương Đề Cờ, một trong những trích đoạn tuồng được thầy trò, ông cháu luyện tập và dàn dựng kỹ lưỡng để công diễn báo cáo tổng kết hoạt động đưa nghệ thuật tuồng vào trường học ở huyện Duy Xuyên năm học 2013-2014. Bạn gái Nguyễn Thị Ngân, năm nay là học sinh lớp 9, trường trung học cơ sở Trần Câu Vân, huyện Duy Xuyên, là một học sinh giỏi 9 năm liền. Nguyễn Thị Ngân được thầy cô và bạn bè biết đến như một trong những cánh chim đầu đàn trong mọi phong trào hoạt động của trường, của lớp. Sinh trưởng trong một gia đình có mẹ là giáo viên dạy thanh nhạc, nên ngay từ tấm bé, tâm hồn cô bé Ngân đã được bồi đắp bởi những giai điệu âm nhạc du dương, trầm bổng. Ngân là cô bé vốn tính ham học hỏi và theo đuổi đến cùng những điều mình yêu thích. Được nhà trường tin tưởng giao phó, được cụ ông Nguyễn Quỳnh động viên khích lệ, ba mẹ lại đồng tình ủng hộ, nên Ngân là một trong những học sinh tiếp cận với tuồng khá nhanh chóng và trở thành hạt nhân nòng cốt của đội. Hằng ngày, ngoài giờ học, tranh thủ lúc rảnh rỗi, bạn say mê tập lại những động tác, điệu bộ, lời hát đã được học, cũng như rà soát lại tuyến diễn mà cô giáo Thu Nhân và các nghệ sĩ truyền thụ trước đó. Tập cho đến khi nào thuộc lầu mới thôi. Lúc đầu tiên thì mình cảm thấy không thích thú lắm, tại vì bộ môn này là chỉ có người lớn mới hát, còn thiếu nhi như bọn mình thì chưa có tìm hiểu nhiều về bộ môn này cho lắm. Nên lúc đầu thì mình cảm thấy rất chán nản, nhưng sau khi học quen dần rồi thì mình cảm thấy rất thích thú và yêu thích bộ môn này hơn. Vì sao mà Ngân lại thích ạ? Tại vì là bộ môn này là nó đòi hỏi là phải có sắc biểu cảm về con người và nó là bộc lộ cho mình những yếu tố của mình lâu nay chưa được bộc lộ ra bên ngoài. Hình như tôi cảm thấy rằng là cháu cũng đã thích hát tuồng. Vì nếu như cháu không thích hát tuồng thì cháu không thể nào diễn được tốt như vậy. Và hình như cháu cũng có một cái máu văn nghệ như mẹ của nó. Tôi trước đây thì hồi còn nhỏ là tôi nói thiệt là tôi rất thích hát tuồng. Và cứ mỗi lần mà chiều đi học về mà nghe mẹ nói là con ơi tối nay ăn cơm sớm để mẹ dẫn con đi lên Duy Trung. Hồi đó là tuồng, các đoàn hát tuồng thường diễn ở Duy Trung. Thì tôi rất là mừng và háo hức. Không để thua chị kém em, bạn gái thủ vai Trưng Nhị này cũng chịu khó không kém bạn diễn của mình. Cũng tranh thủ luyện tập từng ly từng tí. Cô bạn có cái tên khá xinh, Võ Thị Minh Châu, không chỉ tự mình mày mò mà còn nhờ cả mẹ mình, vốn là một người yêu nghệ thuật tuồng hết mực, chỉ bảo thêm. Chính vì thế, vai diễn của bạn tiến bộ từng ngày và tỏ ra sắc nét, không kém người bạn thủ vai tỷ tỷ Trưng Trắc. Mình đã về nhà rồi luyện tập thêm về những động tác, những lời nói của mình để ba mẹ xem rồi mọi người góp ý cho mình. Mới đầu cũng phân vân, cái không biết tuồng là cái nghệ thuật tuồng lẫn khó, cho nên không biết mấy em không biết tiếp thu có được không, hát có diễn có được không, thì gia đình cũng lo, kêu sợ mấy em là còn trẻ quá rồi không biết có tiếp thu có được không, thì gia đình cũng lo. Nhưng mà sau thì thấy em có bác Quỳnh với mấy chị tập cho các cháu đó, rồi các cháu diễn được thì thấy cũng vui, nói chung là gia đình cũng vui. Từ chỗ chưa một lần biết đến tuồng, chỉ đơn giản là một ít thông tin về loại hình nghệ thuật này qua ba mẹ và qua tìm hiểu thêm trên mạng Internet. Vậy mà giờ đây, các bạn diễn viên nhí trong đội tuồng ở trường trung học cơ sở Trần Câu Vân, Nguyễn Thành Hãn, Lương Thế Vinh hay Kim Đồng của huyện Duy Xuyên đã bắt đầu thấy yêu tuồng, yêu những nhân vật mà mình thủ vai và yêu lắm những khoảnh khắc thời gian chờ đợi để được bước ra sân khấu. Đây quả là thành công ngoài sự mong đợi của những người luôn đau đớn khát vọng giữ tuồng như cụ ông Nguyễn Quỳnh. Đến bây giờ tôi rất hạ làm, các cháu cũng như cháu nội cháu ngoại của mình ở nhà nó làm được cái việc này thì tôi cũng thấy cái hạnh phúc cho chính mình và cho các con cháu của mình và cho nhân dân những người hâm mộ tuồng hiểu được cái tuồng. Và có một thế hệ trẻ nó tiếp nối sự nghiệp này.
cho chị đây. Chầm bước để người vào ổ răng, nếu tới lùi không kịp kẻ chu. Ơi già già ba lạy xin chứng giám hồn. Một ít vô định này ước cương chậm chung tha tội giam. Em vì ai mà ta dòng họ ta bấy lâu đành giấu mặt. Em vào truyền khuyên chống đồng ra đây cho chị, đúng là lúc ra tay. Dạ thưa chị, rất hay. Nghĩa bên dạ thư gửi gấp các cung nữ tướng, kéo về nơi bạch hạ hội bên. Dạ thề dốc hết nghiệp tình, quyết làm tròn phận. Trong ngày hôm nay, ba quân đều tiến đánh khắp nơi.
Các bạn ạ, dẫu biết rằng để trở thành những người nghệ sĩ tuồng thật thụ trên sân khấu là câu chuyện không hề đơn giản và xem ra còn rất xa với tầm tay lứa tuổi học trò chúng mình. Tuy nhiên, niềm hạnh phúc mà các bạn nhỏ chúng ta vừa gặp gỡ có được từ những việc làm hết sức ý nghĩa của mình được nhân nhóm bởi của ông Nguyễn Quỳnh và những người nghệ sĩ tuồng xứ Quảng sẽ là làn hương thơm dịu nhẹ, lan tỏa, thổi vào tâm hồn những bạn bè cùng trang lứa. Đồng thời gửi đến mọi người thông điệp rằng hãy chung tay gìn giữ vốn quý truyền thống ngàn đời mà cha ông ta đã gây dựng nên cho con cháu hôm nay và mai sau.